hạnh đồng hành cùng chương trình. Hàn Quốc, chặng dừng chân cuối cùng mà hành trình cầu thủ nhí 2017 đi qua. Những trải nghiệm còn đọng lại. Những bài học được rút ra. Và cả những khoảnh khắc chưa từng được lên sóng như thế này. Làm sao dối lòng mình chẳng nhớ chi. Chiều nắng đường vắng đang tên tôi là hai người đều xôn đều vắng tôi. Ta mà những người muốn nói những điều đó nụ cười vẫn cứ làm người đang tên người. Ta sống để em đây cây này ấm hơi vui lên hãy cố gắng lên. Sau tất cả, cầu thủ nhí 2017 khép lại, hứa hẹn mở ra một hành trình mới, trải nghiệm mới, bài học mới và cả những thành viên mới. Chờ đón sự trở lại của cầu thủ nhí 2018, các bạn nhỏ nha!